Thật là một ngày đẹp trời, Kiki và Qua đã cùng nhau đi dã ngoại ở công viên. Kiki, tớ đã mang nước ép dâu tây và bánh pudding tre cậu thích nhất đây. Tuyệt vời, tớ có mang bánh mì và cá nướng. Hãy ăn cùng nhau nhé. Hãy giúp họ đặt thức ăn lên tấm thảm dã ngoại nhé. Cá nướng, bánh ngọt, bánh pudding tre, bánh mì, quả táo. Chà, trông chúng thật ngon. Khi Kiki và Qua chuẩn bị bắt đầu chuyến dã ngoại, đột nhiên có tiếng sấm nổ. Kiki, tự nhiên trời tối sầm lại. Trời sắp mưa à? Ngay khi Qua nói xong, trời bắt đầu đổ mưa. Qua ơi, hãy thu dọn đồ đạc và trú mưa trong cái chòi kia. Đi thôi. Trời đang mưa, họ phải chạy đến chỗ cái chòi. Bạn nhỏ ơi, chúng ta hãy giúp họ nhé. Kiki và Qua đã đến chỗ cái chòi. Tại thời điểm này, mưa đã tạnh rồi. Kiki và Qua nhìn lên bầu trời và thấy mặt trời ló dạng và một cầu vồng lớn treo trên bầu trời. Qua này, cậu có biết tại sao sau cơn mưa lại có cầu vồng không? Tớ đoán là cầu vồng được vẽ bởi nàng tiên. Nhìn cẩn thận nhé, nàng tiên ở đâu nào? Qua thích nàng tiên nhất. Nàng tiên có một cây đũa thần với nhiều màu sắc khác nhau. Chắc hẳn nàng tiên đã tạo ra cầu vồng. Kiki lắc đầu. Không đúng. Ồ, mình biết rồi. Hẳn đây là tác phẩm của chú mèo con. Hãy nhìn và tìm xem công cụ vẽ của chú mèo con ở đâu. Bạn thân nhất của Qua, chú mèo con, là một họa sĩ giỏi và bạn ấy thích vẽ những chiếc cầu vồng lớn. Hẳn là bạn ấy đã âm thầm vẽ chiếc cầu vồng trên bầu trời. Kiki lại lắc đầu. Cũng không đúng. Cậu có thể cho tớ biết ai vẽ cầu vồng không? Hãy nối chúng lại và xem ai đã vẽ cầu vồng nhé. Mặt trời. Giọt mưa. Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời là do ánh sáng mặt trời và những giọt mưa. Có rất nhiều màu sắc trong ánh sáng mặt trời. Hãy đến và xem những màu sắc trong ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào một chiếc lá, chúng ta thấy màu xanh lá cây. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào một bông hoa, chúng ta thấy màu đỏ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào quả quýt, chúng ta thấy màu cam. Đó chưa phải là tất cả đâu. Ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào các vật và cho ta nhìn thấy các màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu tràm, màu tím. Đó không phải là màu sắc của cầu vồng sao? Bạn đúng rồi. Nhưng nếu ánh sáng mặt trời có nhiều màu như vậy, tại sao tớ thường không thể nhìn thấy chúng? Bởi vì khi tất cả các màu này được trộn lẫn với nhau, nó sẽ chuyển sang màu trắng. Thế thì làm sao chúng có thể tách ra được? Kiki quyết định giúp Qua tìm ra câu trả lời. Nhìn xem, trong tay cậu ấy có cái gì? Hóa ra đó là một bình tưới nước. Qua này, hãy làm một thí nghiệm và cậu sẽ hiểu. Hoan hô, chúng ta sẽ làm một thí nghiệm. Mở vòi để đổ đầy nước vào bình tưới. Bình đã chứa đầy nước, bây giờ hãy khóa vòi. Siết chặt vòi phun. Bạn nhỏ ơi, hãy phun nước dưới ánh sáng mặt trời. Nhìn xem này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ánh nắng chiếu xuống những giọt nước và tạo thành một chiếc cầu vồng nhỏ. Thí nghiệm đã hoàn tất, phun nước bằng bình tưới nước dưới ánh nắng mặt trời làm xuất hiện cầu vồng. Ồ, tại sao khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước nhỏ lại xuất hiện cầu vồng? Dễ thôi, hãy cùng xem nhé. Sau cơn mưa, có rất nhiều hạt mưa tròn trong không khí. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào giọt mưa, nó gây ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Phản xạ và khúc xạ là gì? Hãy cùng khám phá nào. Ánh sáng mặt trời đi qua các giọt nước và các màu sắc khác nhau trong ánh sáng mặt trời thay đổi hướng và phân tán. Vì vậy chúng ta nhìn thấy 7 sắc màu. Và cuối cùng, nó tạo thành cầu vồng mà chúng ta thấy. À, chính là nó đấy. Được rồi, để tớ kiểm tra cậu. Điều gì làm cho cầu vồng xuất hiện? Mặt trời và giọt mưa. Màu sắc của cầu vồng là gì? Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những giọt nước, nó bị khúc xạ và phản xạ, tạo ra cầu vồng. Tất cả đều đúng. Nào bạn nhỏ, bạn có biết tại sao sau cơn mưa lại xuất hiện cầu vồng không? Chọn tờ giấy bạn thích và vẽ cầu vồng nhé. Chạm vào cỏ vẽ. Chọn một vuốt ngón tay của bạn để tô màu. Bây giờ, hãy vẽ nào, cầu vồng trông như thế nào? Hãy vẽ cầu vồng nhé. Đẹp đấy, hãy thử nó với cỏ vẽ của riêng bạn nhé.